chào và truyền hình SCT Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình thời sự 247 của Đỗ Dũng thưa quý vị hôm thứ bảy vừa qua ông Michael Flynn cựu trung tướng Hoa Kỳ cựu cố vấn quốc gia đầu tiên cho cựu tổng thống Donald Trump đã có một cái phát biểu tại một cái hội nghị của người uh, Tin lành tạm gọi là Thiên Chúa giáo Tin lành ở bên uh, San Antonio Texas gây tranh cãi và gây bão và nó cho chúng ta thấy một cái chuyện là kinh hoàng ở nước Mỹ này Nó liên quan đến tôn giáo Ông nói cái gì Xin mang cái thuật cho coi cái màn hình laptop của tôi để quý vị coi ông phát biểu cái gì Cái này là của thiên chúa giáo nha quý vị yeah. Để quý vị coi đây, nghe đây And they're talking about the United States of America Talking about the United States of America Because when Matthew mentioned it in the Bible He wasn't talking about the physical ground that he was on. He was talking about something in the distance. So if we are going to have one nation under God, which we must, we have to have one religion, one, 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 nation under God and one religion under God, right? All of us together, working together. quý nghe đó. ông đã trích lời trong Kinh Thánh của Thánh Matthew, nói rằng Chúa nói là chúng ta phải có một cái tôn giáo dưới một quốc gia, một quốc gia dưới Thượng Đế, One Nation, under God, và một tôn giáo dưới đấy mà ông phát biểu tại một cái hội nghị về tôn giáo của tin lành nói chung là thiên chúa giáo à, trong này nó gọi là bao gồm cả dân đấm ngực, ung đấm ngực thì đại khái như thế, nó cái này gây tranh cãi liền tại sao gây tranh cãi? Nhưng mà trước khi đến phần gây tranh cãi thì mình phải nói nhân vật này nhân vật gây tranh cãi thì ông Michael Flynn này là ai thì cũng phải để nói lại cho quý vị nghe một chút xíu. Ông từng là cố vấn an ninh quốc gia đầu tiên cho Tổng thống Donald Trump và làm có 23 ngày thôi. Thì phải từ chức, nếu không muốn nói là bị đuổi. Vì đã nói dối FBI trong cái vụ mà ông nói chuyện với lại đại sứ của Nga ở tại DC lúc đó. Trong cái chuyện mà Nga bị tố cáo xen vào bầu cử của Mỹ. Và lúc đó là ông Trump chưa có lên làm Tổng thống nhưng mà ông phạm có tội đó lúc ông obama còn làm tổng thống thì sau đó bị fbi hỏi thì lúc ông trump lên tổng thống thì ông ban đầu ông chối sau đó thì ông thừa nhận là có và ông xác nhận là ông nói dối fbi và ông biết điều đó là điều nói dối thì ông bị kết án tù nhưng mà sau đó thì ông trump ân xá cho ông đó câu chuyện là như vậy thì nhân vật này rất nổi tiếng chuyên môn đưa ra những cái thuyết âm mưu và những tin đẻo Quý nhớ trong cuộc bầu cử năm 2016 chính người con trai của ông bịa ra cái tin là một tiệm bánh pizza ở tại Maryland trong đó có bà Hillary Clinton đang cầm đầu một đường dây mại dâm trẻ em. Và chính con trai ông Michael Flynn đưa cái này lên Twitter, một anh chàng Maryland sách AK47 tới đó lịch sử nhưng may quá cảnh sát chặn được. Thì sau ta hỏi đâu ra bảo con ông Michael Flynn tweet ra Thế ta bảo con Michael Flynn tại sao anh đưa tin đẻo bảo sao biết tin đẻo Nó chưa, nó vẫn là tin thật cho tới khi anh chứng minh nó là tin đẻo Thấy thế, bựa chưa Còn ông này đó Lúc mà vận động trong Trump cũng đã từng nói Nhá không Là người ta định áp dụng luật Sharia ở tại nước Mỹ trong người ta biết cái chuyện, cái chuyện tào lao Nhưng mà ông đi ông nói như thế Ông này nặng rất nhiều về tôn giáo Tức là ông nói là luật Sharia là luật gì quý vị luật hồi giáo tức là ví dụ ăn cắp đó là chặt một tay đó, làm gì là cái gì vi phạm đó tôi chặt cái đó chẳng hạn cái chuyện mà đi ăn phở là gọi là cắt nó luôn đó, đại khái nó vậy đó. và dưới luật Sharia là phụ nữ không có quyền gì, giống y như bên saudi arabia là những cái nước mà ở hồi giáo giờ còn gọi là, 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 là chưa tân tiến ví dụ như afghanistan đó, đại khái như vậy thì ông này đó là từng đưa những cái thuyết âm mưu đó ra và gây tranh cãi về vấn đề tôn giáo. Và ông này phát biểu cái này ở tại cái hội nghị mà thưa quý vị của tôn giáo của người Thiên Chúa giáo mà người Thiên Thiên Chúa giáo đó trong cuộc bầu cử năm 2020 đó thì là các cái thống kê bầu cử cho thấy tới 75% bầu trong Donald Trump. 75% người Thiên Chúa giáo trong cuộc bầu cử năm 2020 là bầu cho Donald J. Trump. Thì quý vị hiểu rồi cái gì? Khi mà ông này bảo là một quốc gia này chỉ có một cái tôn giáo thôi Nên có một tôn giáo thôi Tức là các tôn giáo khác là bất pháp hết Dưới mặt Thượng Đế chỉ có một tôn giáo này thôi Ông còn trích lời ông bảo rằng Ôi Ông thấy mắt Theo bảo là Chúa đã chọn nước Mỹ trên cái đồi sáng đó đây là đất Chúa đã chọn Thượng Đế đã chọn Thành ra không thể có tôn giáo khác mà trong cái cuộc mà hội nghị vừa rồi ở thứ bảy đó, vừa rồi cũng có hai nhân vật fan cực kỳ cứng của ông Trump đó, ông Roger Stone. Cái ông cũng bị tù luôn đó. ông Trump tha thả bổng, à, ân xá. Và ông gì Michael Lindell, Michael Lindell cái ông mà tổng giám đốc của My Pillow đó, cái ông mà cũng là đưa thuyết âm mưu ra tôi nãy quý vị thấy cho nó thấy nó có râu đó đứng sau lưng ông, ông, ông Michael Flynn đó. đó. Toàn những cái thứ mà gọi là chọc trời khuấy nước không à toàn là thứ gọi là tôi gọi là băng đảng của 45 của 45 băng đảng 45 không mà họ đi vào tôn giáo bởi vì đây là cái nhóm mà cốt cán bỏ phiếu cho tổng thống 45 75 cho nên khi mà thấy ông Michael Flynn đưa tôn giáo vào chính trị họ mừng người lắm họ muốn một đất nước cũng giống như đất nước hồi giáo nhưng thay vì hồi giáo nó là thiên chúa giáo Quý thấy này, như Iran nè, ta gọi là Cộng hòa Hồi giáo Iran nè. Pakistan cũng là Hồi giáo nè. Afghanistan cũng là Hồi giáo nè. Một số nước ở vùng Trung Đông đa số cái tên của họ chính thức đều là Cộng hòa Hồi giáo, Vương quốc Hồi giáo. Tức là chỉ có một đạo, đạo khác vô là coi như là không họ không chấp nhận. Thì ở Mỹ cũng có những thành phần chỉ muốn đây là đạo Thiên Chúa thôi. Thiên Chúa giáo, nói đúng là Thiên Chúa giáo. Còn những đạo khác như đạo Phật, đạo Hồi, đạo gì, Bà La Môn gì, đi khác trời quý vị người Việt Nam mà đạo Phật nghe cái này thì quý vị nghĩ sao? Ừ? Tôi biết có nhiều người đạo Phật mà là bán cà lem nữa, cái đó mới lạ. <laughs> bán cà lem, ngược á. Nếu mà điều ông, 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 ông Michael Flynn mà ông làm được là quý vị vẫn bán cà lem nhưng mà không được tuyên xưng cái tôn giáo mình tại nó khác, nó phải xin Chúa. Lúc đó không được cạo đầu, phải để tóc dài. À, nhớ cái vụ đó, là bây giờ trở lại vấn đề. Thì khi mà Ông Michael Flynn đưa cái này ra Đặc biệt nhé Có cả những người Thiên Chúa Giáo và Do Thái Giáo Không phản ứng Thậm chí còn ủng hộ Bởi vì họ biết nếu họ phản ứng đó, Họ sẽ bị ông 4 năm chủ dập chết Và sẽ con đường chính trị là tiêu luôn Ngoại trừ những người nào đã bị 4 năm ghét sẵn rồi thôi mình không kể khi mà thấy cái chuyện này, bên phía cộng hòa hoàn toàn im lặng cho đến giờ phút này không thấy ai phản ứng gì cả đúng như tôi nói quý vị cái, cái, vụ một tuần trước ông dân biểu uh, Pogosa của 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 Arizona đó im lặng a à, ngày hôm thứ hai vừa rồi ông Kevin McCarthy mới thông báo là tôi tôi có gọi cho ông Gosa về cái vụ đó tức là mấy ngày sau là báo chí lên tiếng dữ dội giờ, giờ, giờ mới gọi vụ này mới bao giờ mới gọi này. mà không những không lên tiếng mà còn đồng hồ ví dụ ông George Mandel ông này là người do thái ông này đang ứng cử chức thượng nghị sĩ tiểu bang của tiểu bang Ohio ông thuyết ra là chúng tôi đồng ý với tướng Flynn nước Mỹ không phải là được lập ra là một đất nước trần thế không phải là nước trần thế mà là nước gọi là thần quyền nói rõ như thế nhưng mà ngược lại dân biểu Ian Oma một phụ nữ người đạo hồi ở tiểu bang Minnesota trong nhóm quậy nhóm quậy của đảng dân chủ nó gọi là bộ tứ thì bà này mới tweet ra như sau những người này ghét hiến pháp của Mỹ bởi vì tôi không hiểu là nếu ông Flynn và những người ủng hộ ông trong đầu họ có ghét nước Mỹ hay không, ghét ghét hiến pháp nước Mỹ hay không. Bởi vì tôi chắc chắn là họ không tin hoặc không hiểu hiến pháp của Mỹ. Bởi vì hiến pháp của Mỹ bảo đảm nó có người ta được quyền tự do tôn giáo và nó nằm trong First Amendment. Đấy chưa? Tức là gì quý vị thử tưởng tượng nếu một người nào đó nổi tiếng bảo là đất nước Mỹ phải là một đất nước theo hồi giáo phải là một đất nước theo do thái giáo phải là một đất nước theo Phật giáo phải là một nước nước theo Bà La Môn quý nghĩ sao bảo đảm làm người đó nó thiệt chút thành nghĩa là gì vua bất động sản luôn đá ném đá nhiều lắm xây không biết bao nhiêu cái lâu đài không? Mà trong trường hợp này ông Flynn nói thì không ai nói gì cả mà lại có ủng hộ nữa nó cho thấy rằng là có những dấu, dấu hiệu gì ở đây không phải kỳ thị tôn giáo mà nó là kỳ thị chủng tộc kỳ thị chủng tộc tôi cho quý vị biết luôn quý vị mà không nhìn ra vấn đề kỳ thị chủng tộc ở đây ở đây quý vị uống một vé ở mỹ tôi không có tuyên truyền tôi nói thẳng như vậy luôn nên nhớ đạo phương tây cũng vào việt nam sau này chứ trước đó không có vào phải nhớ điều đó nhưng bây giờ mình không nói chuyện đó nữa, ha? chuyện đó xong rồi, phải không. nhưng khi người ta bắt người khác, cái kiểu là bắt người khác phải theo đạo của mình, anh không theo là đi cho khác ở. rõ ràng là vấn đề kỳ thị, không phải kỳ thị tôn giáo, không mà kỳ thị chủng tộc trong đây nữa. thế mà vẫn đi bán cà lem cho họ là sao? hả? còn nhiều chuyện trong vụ này, tôi sẽ phân tích tiếp cho quý vị để một số quý bán cà lem sáng mắt ra có ngày đó treo cổ luôn đó nắm tóc mà hồi xưa quý vị nhớ người trung hoa mà qua đây làm đường sắt cho, cho, đường rầy xe lửa cho cho mỹ đó họ bài trung hoa đừng nói ông dũng bênh có ông nào bảo ông dũng ăn tiền trung quốc tôi nói thiệt quý vị trung quốc cho tiền đỡ cho tôi không nói oan cho tôi tôi mong cho lắm mà không cho mà tôi nói sự thật cho biết hồi đó đó ra cái luật mỹ ra cái luật cấm người trung hoa nhập quốc tịch mỹ còn vẽ những cái hí họa ông ba tàu ông người hoa đầu cạo thọc lóc có cái đuôi dài như tôn sĩ nghĩ nè một ông râu dài đội nón kiểu mỹ mũi khoằm cầm dài á, nắm cái tóc lấy chân đạp cái lưng ông 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 người hoa chuyện nó có trong sách vở của mỹ có vậy chứ tưởng vị ngon mà no. nhìn vậy không phải vậy đâu họ trong đầu họ nghĩ mình khác họ nhìn mình rồi người khác và đừng bao giờ tự ti mặc cảm, phải nhớ rằng hề hey, tôi cũng đóng thuế ở đây nha, ok? đừng bao giờ tự ti mặc cảm khi ai có những thái độ kỳ thị tôn giáo mình hoặc kỳ thị con người mình, đừng bao giờ tự ti mặc cảm mà thẳng, đất nước này của tôi, hỏi sao vậy, tôi đóng thuế mà, <laughs> bây giờ tôi nói thiệt quý vị, giang nói dừa cái nha, mỹ mà đuổi tôi ra khỏi nước mỹ, tôi ra với điều kiện trả hết tiền thuế, tôi từ ngày tôi qua mỹ đóng đi ngon cơm bảo, bảo đảm luôn đúng không tôi sẽ trình bày tiếp sau một quảng cáo xin gửi đừng làm màn hình SPTN à SPT lỗi người mời quý vị những màn hình của truyền hình SCT sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình thời sự 247 rồi nói về cái chuyện phát biểu của ông cựu trung tướng Michael Flynn cố vấn an ninh quốc gia đầu tiên của tổng thống 4 năm không phải lần đầu tiên mà đây là lần thứ hai lần thứ ba dùng tôn giáo để gây chia rẽ dân tộc gây chia rẽ cộng đồng Mỹ với mục đích là gì kỳ thị chủng tộc và giúp cho những người da trắng thắng cử gia trắng đây chỉ biết là ai rồi, ok? gia trắng kỳ thị và nếu cái này mà không ai la lên và nếu dân Mỹ đồng ý cái này thì tôi vị chúng ta không có chỗ ở một ngày nào đó thiên chúa giáo trở thành quốc giáo của Mỹ, các vị nghĩ sao? Lúc đó những tôn giáo khác bị loại ra khỏi vòng pháp luật. Đấy, thì, thì Tay trong tay với ông 4 năm Vậy mà vẫn đi bán cà lem cho 4 năm là sao? Đó Người chọn ông Michael Flynn lên làm cố vấn quốc gia Phát biểu những chữ, những câu rất là kỳ thị tôn giáo và kỳ thị ta, Rồi còn lấy kinh thánh của Chúa là lợi dụng thượng đế là nữa Vậy mà vẫn có người lắc chuồng là sao? Năm 2016, ông này cũng đã từng đưa ra cái thuyết âm mưu rằng họ muốn lập cái thiết lập cái luật hồi giáo nước Mỹ đấy tôi kể rồi và lúc đó ông nói như thế này nè cái luật Sharia này là luật điều xảy ra tại tiểu bang Texas là không thể tin được đó là năm 2016 ông nói tại cái sự kiện ACT for America một tổ chức chống người hồi giáo và bị cái tổ chức Anti-Defamation League đưa vào danh sách đen. Cũng một sự kiện khác ở tại tiểu bang Texas toàn thiết sao không bị ở Texas không à? à? vào năm 2016, Nghe không? Ông Flynn lại một lần nữa nói dối nói xạo rằng người hồi giáo đang muốn thống trị nước Mỹ bằng cách đưa cái luật hồi giáo khắc nghiệt Islamic law hay là Sharia law và ông nói này Tôi muốn mọi người hiểu rằng Có một sự khác biệt về luật pháp Và nó không phải luật của chúng ta Đó là luật của người khác Mà tìm cách áp, áp đặt lên chúng ta Đó là luật chúng ta không có chơi vậy Ông nói như thế Năm 2016 Nhưng bây giờ chính ông lại gợi ý rằng One religion Under one nation One nation under God một tôn giáo dưới một quốc gia và quốc gia dưới sự bảo trợ thực đế thấy chưa quý thấy chưa nếu mà quý vị nói tôi chụp mũ đó, không có cơ sở tôi nói có cơ sở không chụp mũ ông này đã từng nói nhiều lần như vậy và bây giờ tiếp tục nói cái điều khác, khác nói nhưng mà cốt lõi vấn đề là không khác nó làm cho chúng ta thấy thân phận của chúng ta của quý vị ở nước Mỹ này nó như thế nào còn nguy hiểm lắm đừng tưởng vua công dân Mỹ là ngon, chưa hết đâu, chưa hết đâu, cái quan trọng nhất đó đóng thuế đầy đủ và sử dụng lá phiếu của mình không để ai động mình, còn mà cứ ngồi ở nhà <laughs> nghe chuyện tàu lao, làm chuyện tàu lao, công dân Mỹ à so sâu không ăn thua gì hết, đóng thuế không, anh có đi bầu hay không? anh bầu có đúng người hay không đó quan trọng điều đó quan trọng hơn bởi mình bầu mà không đúng người thì là gì trao duyên lầm tướng cướp mà tôi biết có nhiều người dân bán cà em đã trao duyên lầm tướng cướp năm 2016 rồi và chưa hết năm 2020 lại trao tiếp nữa và có thể còn trao dài dài mà một số người nổi tiếng cộng đồng luôn đó. cực kỳ nổi tiếng tôi nói vậy tôi biết biết tôi nói ai rồi không? ai hiểu tôi nói ai nhưng mà mọi người đều biết đó. <laughs> đó trở lại vấn đề thì nó cho thấy là cái, cái cái cái, tôi gọi là những cái phát biểu của ông Michael Flynn là cực kỳ phản động mà nó gây chia rẽ nước Mỹ còn hơn cả những cái chuyện khác nữa và nó được ngay cái nhóm người mà là cốt cán của ông bốn năm nghe nên nhớ 75% số người này bỏ phiếu cho ông 4 năm vào năm 2020. Họ sẽ là một cái thành phần rất quan trọng trong số cử tri Mỹ vào họ khuyên đạo được. Mà họ không ưa người Do Thái luôn nha. có như Do Thái giáo cũng không được. Thiên Chúa giáo, ờ à, Do Thái giáo không được, Phật giáo cũng được, à, hồi giáo cũng được, không có gì được, chỉ có Thiên Chúa giáo thôi, mới trở thành là one vì Trần, under one nation and one nation under God. Nói tiếng Anh hơi dở nhưng mà hiểu quá không? Ok. Thì thưa quý vị cho thấy rằng là gì? Không khí chính trị ở Mỹ càng ngày nó càng bệnh hoạn khi người ta đưa tôn giáo vào. Và người ta muốn áp đặt một tôn giáo ở tại nước Mỹ. Và điều này cũng không phải là mới với những người theo đảng Cộng Hòa. Lại nói tôi ghét Cộng Hòa, tôi không có ghét nha, tôi chỉ trình bày. Nha, cho quý vị nghe luôn nè, cho quý vị coi nè. Nghe không? Ông Mike Huckabee à ông ông, ông 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 thống đốc ASA hết của tiểu bang Arkansas người đảng cộng hòa nghe không cũng đã từng là có những cái gọi là phát biểu nghe không liên quan đến vấn đề chống phá thai chống phá thai OK chuyện mấy ông chống ông chống nhưng mà lại đưa tôn giáo vô đưa tôn giáo vô nghe không rồi ông Mike Huckabee cũng từng là thống đốc tiểu bang Arkansas ha. Và cũng từng là ứng cử tổng thống Và có người con gái ấy, Từng làm phát ngôn viên trong tổng thống 45 Khi mà đã ứng cử tổng thống Cũng có những phát biểu đại khái như thế Các quý vị để ý vô Google đánh hết à Đánh ra hết à Bởi vì sao thưa quý vị Đây là những cái người mà những cái tiểu bang miền Nam nước Mỹ Là những tiểu bang mà thiên chúa giáo rất là đông Rất nặng ở đó Nghe không giáo tôi nói tin lành nha, tôi nói tôi không nói công giáo nha, nói nghe rõ như vậy để đừng có lộ và ông Dũng nói công giáo xấu rồi không nói nha. À. Bởi vì cái chữ mà Christianity, Christianity đó là mình tạm gọi là giáo hay là tin lành đó. Họ là hầu hết nằm ở miền Nam nước Mỹ được gọi là Bible Belt. Bible Belt là vậy đó, là các cái tiểu bang miền Nam nặng ghê lắm. Và luôn luôn đó. cực đoan, cực khủng. Và đối với họ, những người di dân, những tôn giáo khác đều là ma quỷ hết. Thì đó là câu chuyện đáng chú Trong Tuần kể đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình. Chúng tôi xin hẹn gặp lại vào chương trình sau.